Kim Ngọc và chương trình Kiến thức Dược thảo và Đời sống với bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa. Xin kính chào quý vị khán giả của đài VNTV. Xin chào anh Khoa. Tôi là bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa. Xin kính chào tái ngộ đến quý vị và Kim Ngọc. Dạ thưa quý vị, mọi lần là quý vị tới cái chương trình của bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa thì nhìn trên bàn thì sẽ biết là bác sĩ sẽ nói về cái gì. Ngày hôm nay thì Kim Ngọc thấy có một số hạt. Dạ thưa anh có thể nói cho quý vị khán giả biết là hôm nay anh chia sẻ tới quý vị khán giả về một loại gì vậy anh? Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ thì chúng tôi khán giả gửi email vào đài thì chúng tôi sẽ chọn một cái số khán giả nào mà hỏi nhiều nhất thì chúng tôi lựa cái đề tài đó để tường trình với quý vị. Thì hôm nay chúng tôi lựa cái đề tài là cái hạt chia. Đối với cái hạt chia thì người Việt Nam mình vẫn chưa có quen thuộc, nhưng mà đối với các trẻ em bên đây thì là như là các cháu của cô Ngọc sẽ dạ biết hạt chia là gì. Dạ đúng rồi. Bây giờ sao giống hạt éo anh hả? Dạ vâng. Thì cái hạt chúng ta vào những cái tháng như là tháng 11, tháng 12 thì chúng ta thấy đài TV đó nó quảng cáo nha, chia. Dạ. Đó thì người ta dùng cái đồ gốm làm như là con mèo, con chó, luôn cả tổng thống, họ cũng làm một cái đầu của tổng thống hay là các tài tử, rồi họ quét cái hạt này vào cái đầu của con chó hoặc là những cái hoặc là những cái nhân vật đó, thì và mình cứ tưới nước thì vài ngày sau thì cái hạt này nó trổ mầm như là hạt giá vậy đó, thì cái trổ mầm cái nó tượng trưng cho cái tóc của cái nhân vật trên cái đồ gốm đó. Và dạ thưa anh, nếu vậy thì anh có thể cho biết cái nguồn gốc của cái hạt này từ đâu không dạ anh? Vâng, bây giờ đó chúng ta nói về cái nguồn gốc thì chúng ta cũng nói cái sự hiện diện của cái hạt chia này đã có trên trái đất này 3.500 trước công nguyên. Wow. Và có một thời gian đó thì cái hạt này nó bị lãng quên đi và ít người còn nhớ tới, nhưng cho tới vào năm 1991 đó thì có một cuộc đua marathon ở Colorado. Mà cái cuộc chạy đua này rất là gay go và phải cần một người mà tham gia vào cái cuộc chạy đua này phải cần có một cái sức rất là dẻo dai và rất là cường tráng. Cái cuộc đua này nó gọi là Leadville 100 thật sự. Và cô Ngọc và khán giả cũng có nghe tên là một cái lực sĩ là Armstrong, cái người mà đua xe đạp Tour de France đó, chiếm rất là nhiều giải mà cũng chịu thua trong cái giải đầu của cái giải marathon này. Thì đặc biệt là trong năm 1991 đó thì ban tổ chức họ mời 5 người thổ dân da đỏ ở Mexico qua để chạy đua. Thì sau khi mà có cái kết quả là 3 trong 5 người chiếm được giải, mà cái người được giải nhất đó là 55 tuổi. Trời ơi. Thì bây giờ chúng ta nghĩ tại cái thổ dân người da đỏ thường thường á thì họ có một cái phong tục là chạy. Nên khi mà trước khi chạy hoặc là đang khi chạy họ ngậm cái hạt chia này, nên người ta cho rằng cái hạt này nó tiếp cái lực của cái người chạy đó. Và cái hạt này đó nó cũng chưa có sôi nổi cho tới vài năm trước đây thì nó được cái show của bà Oprah Winfrey mời hai bác sĩ, vị hai bác sĩ đó là rất là nổi tiếng là Dr. Oz và Dr. Andrew Well, thì họ có đề cập cái hạt chia này rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Thì sau cái chương trình đó là cái hạt chia bắt đầu có mặt tại tất cả, không phải là tất cả mà hầu hết những cái health food. Thì bây giờ cái tên khoa học của cái hạt chia gọi là Salvia hispanica. Anh ơi, nó giống như nó ở bên Mỹ vậy anh. Dạ vâng. Cái nguồn gốc nó là từ Mexico. Và cũng có cái tài liệu đó nói là cái hạt này nó trồng bởi những người Maya và những người Aztec. Nếu vậy thì nó sẽ mặc ở trên sa mạc hả anh? Dạ vâng. Và một cái lý thú nữa đó là ngày xưa những cái người Maya đó thì họ cũng như là bây giờ đó mình gọi là cái người postman, nhưng mà ngày xưa đó cái người messenger đó là người ta đưa tin, mình gọi là cái người đưa tin. Thì khi mà họ đưa từ một cái địa phương này tới địa phương khác đó, thì họ đâu có phương tiện xe cộ, họ phải chạy. Trong túi của những cái người messenger, những cái người đưa tin đó lúc nào cũng có cái hột chia này. Vậy anh, cái original của nó hay là mình có phải điều chế thuốc gì không? Họ cứ ăn sống như vậy, họ cứ nhai trong lúc họ chạy.
Đây là, thưa quý vị, cái hạt chia nó không khác gì cái hạt é của chúng ta. Tại vì giống, quý vị ơi, giống tại lắm. Vì cái nó họ hàng với cái cây bạc hà và cái húng quế mình nói vào mấy tuần trước đó. Dạ. Thì đây quý vị, khi mà chúng ta ngâm nước đó thì nó nở ra như vậy, giống không khác gì hạt é nhưng mà nó nhỏ hơn. Dạ. Nhưng mà đặc biệt cái hạt chia này thì nó có cái màu, quý vị thấy là nó có màu đen và màu trắng. Hạt dạ. Bia, hạt hạt é thì nó chỉ có màu đen thôi. Màu đen thôi, dạ đúng rồi. Khi mà chúng ta ngâm nước như vậy đó thì cả hạt é và hạt chia đó nó nở từ 9 cho tới 10 lần, 12 lần cái trọng lượng, cái size của nó. Wow, rồi nó mọc cây ra bằng cái nước này luôn hả anh? Vâng, sao? Khi mà thật sự đó, khi mà vì chúng ta ngâm người đó là để chúng ta thấy cái chất nhờn của nó. Mà cái tác dụng của chất nhờn của nó đó, khi mà chúng ta ăn vào đó thì nó thấm trong bao tử của chúng ta, nó thấm cái đường hoặc là cái bao tử của chúng ta nó cũng thấm cái đường chậm. Nên vì lý do đó cái nó giúp cho những người bị tiểu đường. Nếu vậy thì quá tốt anh hả? Nó control được cái lượng đường thấm vào trong máu. Một cái tác dụng thứ hai nữa đó là người ta nghiên cứu đó, cái hạt chia này khi chúng ta ăn vào đó thì cái lượng huyết áp của chúng ta nó sẽ xuống một cách rất là nhanh, xuống thấp rất là nhanh. Theo tôi nghĩ đó, cũng cái chất gel, cái chất nhờn của nó đó, nó thấm những cái chất muối, sodium trong cái bao tử của chúng ta. Vì lý do đó, nó không có thấm vào nó trong máu ngay. Đó. Dạ, thế anh, vậy thì nó có phải là một loại dược thảo không anh? Thật sự, hiện nay nó chưa thuộc vào, liệt kê vào dược thảo. Nó cũng như là một cái hạt mà chúng ta ăn như là rau thơm chẳng hạn, dạ, vâng. Như là hạt spicy. Dạ, vâng. về những cái gia vị thôi. Một cái nữa đó là có một thời gian đó thì hồi nãy chúng ta nói về cái cuộc marathon đó vào năm 1994 cơ. Nhưng mà thật sự đó năm 1991 đó thì đã cái cây này trong thế giới đó họ tổ chức ra một cái project, một cái chương trình để bảo tồn những cái cây hoặc là những cái hạt hoặc là những cái thực phẩm bị quên lãng hoặc là bị mất đi. Thì cái hạt chia này cũng được liệt kê vào cái danh sách đó. Wow. Đó, và yeah. Thì quý vị thấy cái nói về cái hạt đó thì cái hạt luôn luôn là có dầu. Bây giờ hầu hết như là tất cả hạt cây nào cũng có chất dầu. Và nhờ chất dầu đó thì luôn luôn cái dầu nó chữa ho và nhuận trường. Tại vì không những nó có những cái chất dầu nó giúp cho nhuận trường mà nó có nhiều chất fiber, có nhiều chất sợi trong cái hạt chia này. Nên nó giúp rất là nhiều cho những người có trở ngại với cái vấn đề táo bón. Wow, hay quá đi. Em được biết hình như nó có một cái chất trong cái hạt này là omega 3 phải không anh? Dạ vâng, không những omega 3 mà trong hạt chia đó nó có rất nhiều omega 3 và omega 6 và omega 6 9. Wow, cái lượng omega 3 của cái hạt chia này đó thưa quý vị, nó gấp 3 lần cái hạt flaxseed mà chúng ta cũng có một cái chương trình mà tháng trước chúng ta có nói về cái hạt flaxseed mà Việt Nam chúng ta gọi là hạt đay hoặc là hạt lanh. Dạ vâng. Dạ, thế anh, về cái hạt này ví dụ như em muốn dành cho những người diet thì họ có thể ăn được hay không, với họ giảm cân á? Đó vâng. Dạ. Thì vì cái lý do mà quý vị biết omega 3 nó rất là tốt cho vấn đề tim mạch. Nó làm giúp cho giảm cái lượng cholesterol, tăng cái lượng cholesterol tốt và hạ cái lượng cholesterol xấu. Cái câu hỏi của cô Ngọc đó là về cái vấn đề giảm cân thì khi mà chúng ta ăn một hoặc là hai muỗng, người Mỹ đó thì họ ăn có thể ăn sống, nhưng mà người Việt Nam chúng ta không có quen ăn sống những cái hạt như là hạt é, chúng ta cũng không ăn sống như thức ngâm. Thì người Mỹ đó thì họ ăn sống, thì khi mà ăn sống như vậy đó họ uống nước trong cơ thể thay vì mình ngâm nước rồi mình uống, nhưng mà người ngoại quốc, người Mỹ đó thì họ lại ăn sống rồi họ uống nước hoặc là họ ăn với thức ăn như salad. Thì khi mà họ ăn như vậy đó thì cái hạt chia này đó nó sẽ thấm nước trong cơ thể của chúng ta và nó nở trong cái bao tử. Và lý do đó cái người mà ăn nó không thấy đói. Dạ. Dạ, thế anh, vậy cái này có dễ mua bởi không? Bởi vậy anh? Đó khi mà những cái người mà muốn giảm cân đó thì dùng thường xuyên rất là tốt. Dạ. Em thấy có một bịch trên bàn, là cái này có phải original của nó không anh, hay là nó đã được pha chế? Dạ, original. Cái hạt thật sự các hạt không có thể pha chế được. Ví dụ mình thêm chất vitamin hay cái gì đó có bao giờ thêm không? Nếu mà cô Ngọc hỏi cái câu đó đó thì thường bây giờ đó thì người ta dùng chia cho cái vấn đề thực phẩm chẳng hạn. Đúng như rồi. Là
yogurt, yeah, smoothie, yeah. Rồi hoặc là smoothie, yeah. Hoặc là họ có thể rắc vào salad. Salad, dạ vâng. Đồng thời hiện nay người ta dùng cái hạt chia để biến chế trong những cái như là snack bar, những cái energy bar. Dạ thưa anh, nó tốt như vậy mà có mắc không anh? Như vậy dạ thưa không có mắc, thưa quý vị, một pound khoảng trên, tùy theo organic hay không, thường thường một pound từ trên dưới khoảng 10 đô. Dạ vâng. Dạ cũng không mắc, dạ và chỉ có 2 muỗng một ngày vâng, mà. Vâng, chúng ta có nhiều người đó thì lại họ cũng, nó tới thực phẩm nữa thì họ lại chế biến bánh mì. Họ có thể cho vào bánh mì hoặc là những cái bánh cookie họ cho ở trên cái bánh cookie đó. Yeah. Hồi nãy giờ chúng ta nói toàn là những cái sự tốt của cây cái hạt. Yeah. Nhưng mà dù tốt tới đâu cũng những cái thuốc hoặc là thức ăn nó cũng có một cái để trái của nó. Cái hại, tác hại của nó. Vâng. Wow. Ví dụ chẳng hạn như hồi nãy chúng ta nói khi mà dùng cái hạt chia thì cái lượng huyết áp nó xuống một cách rất, không những huyết áp mà lượng đường nó cũng xuống rất là thấp. Thì yeah. Quý vị nào đang uống thuốc cao máu mà muốn dùng cái hạt chia này cũng nên tham khảo với bác sĩ gia đình. Yeah, tại xuống đường nhiều quá cũng không được. Dạ vâng. Yeah. Đồng thời để tôi, cô Ngọc, khi mà lý do mà bây giờ chúng ta lại trở lại về cái lịch sử tại sao mà người ta dùng cái hạt chia này, người ta ăn sống như vậy thì hoặc là họ ăn sống nhưng mà họ uống nước thì để cho nó nở ra thì những cái người lực sĩ, những cái người mà hồi nãy tôi nói là những người đưa tin đó, họ sống ở sa mạc nữa. Họ khi mà sống ở sa mạc rất là khô, rất là nóng thì họ sẽ chảy mồ hôi nhiều, nhưng mà khi mà họ ăn dùng cái hạt này đó thì họ uống nước thì nhờ như vậy đó thì họ giữ được nước trong cơ thể của họ. Có nhiều người ăn cái hạt chia này á, thấy họ lên cân, nhưng mà thực sự đó cái cân đó là họ giữ nước tạm thời trong cơ thể thôi, chứ không phải là họ lên cân vì hạt chia này có nhiều cái chất calorie hoặc là chất fat hay là chất béo. Thì ra như dạ vậy bằng, nó có hai mặt. Dạ vâng, hai mặt. Coi như là muốn giảm pao thì cũng ăn được với dạ nó bằng, mà coi như muốn lên pao cũng ăn với nó. Dạ vâng. Đó, bởi vậy có nhiều người ăn mà thấy là cái bụng nó hơi đầy thì cũng đừng có ngạc nhiên, tại vì cái khi mà chúng ta ăn như vậy đó và chúng ta uống nước, chúng ta không uống nước thì nó sẽ hấp thụ cái hạt này, nó hấp thụ cái lượng nước trong cơ thể của chúng ta và nó giữ ở đó. Thì thì cây này, cái hạt này nó có trên thế giới đã mấy ngàn năm, nhưng mà thật sự cái sự nghiên cứu hồi nãy chúng ta nói qua, nhưng mà cái nghiên cứu trên cái người phụ nữ mà đang có thai hoặc là đang cho con bú sữa mẹ đó thì cũng không nên dùng cái hạt chia này khi mà cái sự nghiên cứu chưa có nghiên cứu trên những người mẹ hoặc là những người đang có thai. Wow, đang tí nữa tí về em pha thử em uống. Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa. Ngày hôm nay Kim Ngọc học hỏi thêm được một cái loại lạ nữa, đó là chia. Kim Ngọc xin cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kiến thức dự thảo và đời sống với bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa kỳ sau. Xin trân trọng kính chào.